Huy hướng dẫn anh chị em cách vào Canva nhận khi mà nhận được cái lời mời nhé. Khi mình nhận được cái lời mời qua Gmail á thì mình nhấn vào đây nhé. Bạn đã nhận được lời mời tham gia lớp học trên Canva này, mình nhấn vào đây này. Xong là mình nhấn vào gì ạ? Là tham gia lớp học nhé. Đấy. Nếu mà tham gia lớp học thì nó sẽ chuyển cho mình đến trang đăng ký Canva. Thì ở đây mình có mấy cái lựa chọn. Thứ nhất đấy là email của mình là Gmail thì mình chọn tiếp tục với Google. Nếu mà email của mình Microsoft thì tiếp tục Microsoft. Nếu mà email của mình là Clever thì tiếp tục với Clever. Nếu mà mình dùng email khác thì tiếp tục với email, hoặc là cách khác thì làm theo cách khác. Nhưng ở đây đa số là mình dùng là Gmail đúng không ạ? Thì chúng ta nhấn tiếp tục vào Google nhé. Rồi ở đây thì chúng ta có những cái tài khoản Google của mình. Thì những tài khoản này mình đã đăng nhập sẵn rồi thì mình nhấn vào đây. Nếu mà bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Gmail thì mình vui lòng, thì chỗ này nó sẽ yêu cầu mình nhập mật khẩu Gmail nha. Đấy, ở đây là mình đã đăng nhập rồi thì mình chỉ cần nhấn vào đăng nhập đúng cái Gmail mà mình được mời thì ngay lập tức là mình sẽ được gì ạ? Mình sẽ được vào trong trong cái tài khoản này, được chưa ạ? Và khi vào trong tài khoản này thì chúng ta sẽ có những cái chức năng cao cấp của gì ạ? Của Gmail, của Canva. Ví dụ ở đây có những cái nó ghi ở đây có chữ Edu, thì tất cả những cái thứ ghi chữ Edu này là chúng ta được phép dùng. Ngoài những cái miễn phí và những cái Edu này chúng ta được phép dùng. Ngoài ra để muốn biết là chúng ta đã có cái quyền full quyền chưa thì rất là dễ. Thì chúng ta chỉ cần tải lên một cái tệp. Chúng ta tải lên cái tệp bất kỳ. Đấy ạ. Chúng ta tải lên cái tệp bất kỳ. Sau đó là chúng ta kiểm tra xem là chúng ta đã có quyền xóa phông chưa. Nếu mà chúng ta có quyền xóa phông rồi, tức là gì ạ? Đấy. Chúng ta có quyền xóa phông rồi. Đây có phần chỉnh sửa hình ảnh này. Nếu mà bình thường ấy, nếu mà tài khoản miễn phí thì chúng ta sẽ không được xóa nền nhá. Tài khoản miễn phí sẽ không được xóa nền. Còn tài khoản Pro thì sẽ được khóa nền. Cho nên là khi mà chúng ta đã được tài khoản này là chúng ta sẽ sử dụng được full các tính năng. Đã như vậy là chúng ta đã gì ạ? Đã xóa nền thành công. Như vậy là chúng ta đã có tài khoản Pro và tài khoản Edu, nhưng mà chức năng giống như Pro. Anh chị em nhé. Ok, xin cảm ơn anh chị em.